Rồi, miễn chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ cũng như có được ngày thứ bảy cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch rồi nè. Thì mình đang về Vườn Dơi ha. Sẵn tiện thì mình cũng làm clip ngắn chia sẻ đến với những anh em mà mới bắt đầu tập chăm mai vàng á. Vì trong cái thời điểm này á, là tháng 7 này rồi thì cây mai vàng cũng đã bắt đầu vào giai đoạn 2, giai đoạn tạo nụ cho cây ha. Và những anh em mà mới tập chăm cây thì cũng hơi bối rối không biết dùng cái loại phân bón nào để mà làm cho cây mình có nhiều nụ hơn ha, nó bớt đi đọt. Những cái nách lá nào mà có mắc kim như thế này á, thì mình sẽ vô phân có hàm lượng lân tương đối cao xíu để sau này là những mắc kim này nó sẽ thành cái nụ anh em. Chứ nếu mà anh em mà sử dụng mà phân đạm cao thì những mắc kim này có khả năng đi chồi ha. Nhưng mà những nách lá nào có mắc kim thì mình mới làm cho thành cái nụ được anh em. Còn những lá nào không có mắc kim ha, thì không có một loại phân bón nào mà làm cho những lá không có mắc kim này trở nên có kim và trở thành có nụ đâu nghe nè. Vì có một số anh em còn suy nghĩ như thế này, sẽ có một loại phân bón nào đó để làm cho mỗi mắt lá đều có một mắt kim ha, nách lá nào cũng có kim hết. Không phải nghe nè, do giống nha, do giống cây thôi. Ví dụ như những giống cây siêu nụ siêu hoa ha, thì nó sai hoa mà, cho nên đa phần nách lá đều ôm kim. Còn những giống mà không sai nụ không sai hoa, nhưng mà nói không sai vậy thôi chứ Tết cũng vẫn rực cây nha nè ha. Thì những giống bình thường không sai nụ không sai hoa thì cho dù anh em bón phân gì đi nữa thì những nách lá nào mà nó đã không có kim thì nó sẽ không lên kim nha nè. Có rất nhiều anh em thường đặt câu hỏi với mình là làm thế nào cho những mắt lá ha không có kim mà mình bón phân gì để nó thành có kim và sau này nó thành cái nụ. Thì cái này thì chắc anh em nhờ người khác chứ mình không biết rồi, mà theo mình là không có đâu ha, không làm được đâu ha. Đối với trường hợp những cái mắt lá ôm kim như thế này á, thì mình có thể làm cho cây đi đọt được, phát triển chồi được ha. Đa phần những kim này sẽ phát triển chồi hoặc đa phần những kim này phát triển thành nụ thì có thể làm được ha. Còn cái vụ không có kim thì thôi. Còn khi lá đã lên kim như thế này thì dễ thôi nè ha. Mình vô cho cây khoảng chừng hai cử thôi, hai cử phân mỗi tháng vô một lần thì sau khoảng chừng 2 tháng thì nó sẽ phình to ra thành nụ ha. Và cái loại mình thường hay xài làm nụ cho mai là cái Nutrigol ha, 13 40 13. Anh em nên chọn cái loại phân NPK nào mà có số giữa cao á ha. Hoặc là anh em không xài loại này thì vẫn có thể là xài loại 10 30 10 hoặc 10 50 10. Hoặc anh em sử dụng phân lân đơn cái dạng giống giống xi măng á, nhưng mà sử dụng lân đơn thì nên cẩn thận xíu, có một số chú ý nó hơi khác cái loại NPK này một xíu. Lân đơn thì nó chỉ có B thôi. Khoảng 2 năm nay mình chuyển qua loại Nutrigol vì có NPK và có cả TE nữa nè, cho nên là TE thì nó cũng rất tốt cho việc làm nụ, cho nụ nó phát triển sau này. TE là trung vi lượng đó nè. Có rất nhiều anh em khán giả mà xem kênh của mình thì xài cùng bộ combo phân bón cho mai vàng từ đầu năm đến cuối năm giống như mình nè. Lần này thì nó tạo mầm hoa, phát triển rễ cũng có và nó kích thích ra hoa đồng loạt đó nè. Còn đối với những anh em khán giả mà không tìm được cái những cái loại giống như mình hoặc là không có xài phân bón từ mình á, thì có thể xài 10 30 10. Hồi nãy có nói rồi, 10 50 10, miễn sao là số giữa cao hơn số đạm là được nha. Số giữa cao hơn số đầu, chứ số đầu cao hơn số giữa thì nó đi đọt tiếp đó. Còn cách xài thì dễ thôi. Anh em có thể là phun lên lá hoặc tưới gốc đều được nha anh em. Nhưng mà đối với phân bón thì mình ưu tiên cho cái việc tưới gốc ha. Vì là ở dưới gốc thì cây vẫn hấp thu cái lượng phân bón được. Đó. Còn phun lên lá thì vì giai đoạn này á, thì mình thường quản lý nhện đỏ nè, các loại nấm bệnh trên lá nè, phun trên lá nhiều quá thì lá nó chịu không nổi nè ha, cho nên mình chia ra ở dưới thì mình sử dụng phân bón,
Ở trên thì quản lý nấm bệnh nè, quản lý nhện đỏ nè, các kiểu ha. Đó, thì cho nên mình ưu tiên cho tưới gốc là vậy nha này. Và những anh em nào xài cái loại này á, thì 1 gam phá 1 lít nước để tưới gốc nha nè. Còn anh em xài loại khác thì cứ xem hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì. Ai xài loại nào thì xem loại đó. 1 tháng tưới gốc 1 lần ha. Mình khoảng tuần trước là mình đã tưới rồi, hôm nay nói thôi ha. Thôi thì giờ mình cũng đã nói hết ý rồi, mình sẽ dừng clip ở đây đây để mình tiếp tục với công việc của mình nữa, vì còn phân dơi phơi tùm lum hết trơn để gom vào cân lên đơn cho khách ha. Thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha, bye bye.